Sư phụ vì muốn cắt đứt tình cảm của tỷ với Lý Hoài mà đã sử dụng không ít thủ đoạn, thì xem chết dưới tay của sư phụ. Nếu tỷ đã trốn qua Nguyệt Thần Cung rồi, thì tại sao không đi tìm Lý Hoài để sống hạnh phúc đi, mà quay về đây làm gì? Ý muội là ta xém nữa chết trong tay sư phụ. Sư tỷ, nếu tỷ vẫn còn tình cảm với Lý Hoài thì trốn khỏi đây đi, để đi tìm quân ấy. Vụ giúp tỷ rời khỏi đây. Ta không biết tại sao mọi người đều nói ta có tình duyên với quân ấy, nhưng bản thân của ta lại không nhớ gì cả. Ta chỉ biết rằng quân ấy là con trai của Lý Mạn Thanh. Sư phụ chắc chắn không muốn ta bên cạnh quân ấy. Tuy rằng ta không biết tại sao ta không nhớ gì về quân ấy chứ, nhưng nếu như có thể nhờ cơ duyên này mà để quên quân ấy, thì chưa chắc là một tên xấu đâu. Sư tỷ, đôi lúc quên lãng hạnh phúc hơn cả nhớ rất rõ, nhưng lại không có được. Thiện Nhi, cô nghe ông Thiết nói hình như sẽ ra chuyện gì đúng không nào? Vừa nhận được thư mật báo, trên giang hồ đã có một nhóm người đang tụ họp với nhau, chắc một ngày nào đó sẽ tìm tới Lý gia. Bắt đầu từ hôm qua, các đệ tử của Lý gia ở bên ngoài đã có người tấn công rồi. Xem ra rõ ràng là có người âm thầm điều khiển rồi đấy. Nếu như những người khác của Lý gia tiếp tục gặp chuyện, thì cha đúng là mất mặt với tổ tiên nhà họ Lý rồi. Thật ra cha không cần phải gánh trách nhiệm đó đâu. Ta đúng là có thể không cần phải gánh đâu, nhưng những người này vì Lý gia chúng ta nên mới gặp nạn. Họ đều là những người vô tội thôi. Vậy con có thể làm được gì không? Thiện Nhi, thật ra những gì con cần làm thì có rất nhiều đấy. Nhưng mà tất cả những việc này đều bắt nguồn từ ta. Ta cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Ta cũng không biết nên bắt con phải làm gì cho ta cả. Cha đừng hiểu làm gì cả. Con không phải vì cha. Con chỉ muốn bảo vệ những người vô tội thôi. Thiện Nhi, vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn con. Cha khoan hãy kích động đi. Cha nói con phải làm những gì trước đi. Con chưa chắc đã làm được gì đâu. Con chắc chắn sẽ làm được mà. Thực ra rất đơn giản thôi. Ta muốn con học chức vụ tộc trưởng của Lý gia theo ta, và theo thuyết gia gia của con học võ nghệ. Thiếu gia. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao vẻ mặt của mẹ lại như vậy chứ? Lan Hương, cứ nói đi. Dân, lúc trước đồ tể ở phòng sách nghe thấy lão già nói bảo Lý Hoại học làm tổng trưởng, nhìn có vẻ sắp đây là những thứ vốn dĩ thuộc về thiếu gia cho Lý Hoại hết rồi. Cứ đưa xuống đi. Dân, chính gì? Con có phải cảm thấy người mẹ này đã rất quá đáng với thượng quan Hoài đó không? Không có khí phách của nữ chủ nhà gì cả. Mẹ làm thế chắc chắn có lý do của mình. Nếu như mẹ nói với con rằng lúc ấy là mẹ ép cho con lấy cái giá về sự phồn vinh của Lý gia để nó rời khỏi thượng quan tiên, thì con có thể thông cảm cho mẹ không? Chính gì? Mẹ đã sớm nói cho con rằng thượng quan Hoại về đây là lấy nợ đấy. Nó sẽ cướp đi hết tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về con, cho dù là đi về tộc trưởng hay là người phụ nữ con yêu.
Nếu như con tiếp tục mê muội, không nỡ ra tay với nó, thì trước sau gì cũng một ngày con sẽ mất tất cả đấy. Mẹ, không đâu. Đại ca không phải là người như vậy. Vậy con mở to mắt ra mà xem đi. Ngày thư quan hoài đó lên làm tổng trưởng, sẽ là ngày mẹ rời khỏi Lý phủ. Thiết gia gia, thì ra từ lâu ông đã quá giải được thương tâm chuyện của cháu. Không phải ta đã giải được thương tâm chuyện của cháu đâu, mà là cháu học quá nhiều vũ công, không có liên kết lại với nhau. Nếu như liên kết lại với nhau thì chắc chắn là vô địch thôi. Nói thì dễ, làm thì khó đấy. Có gì đâu mà khó chứ, chúng ta cùng nhau luyện tập. Thí gia gia, ông đánh lén. Đây được gọi là tấn công người làm họ bất ngờ thôi. Trên giang hồ không bao giờ cháu điều này đâu. Ta nói cho cháu nghe nè, chiến đấu trên giang hồ, thực lực là hư, hư tức là thực. Thí gia gia của năm ấy. Đại ca, quân thật sự đến cứ đi thứ giống vậy thuộc gì này sao? Mẹ, lúc ấy mẹ lựa chọn nói cho con biết thân thế, có phải hy vọng có một ngày nào đó con có thể trở về Lý gia không? Bây giờ con trở về thật rồi. Nhìn thấy ông ấy như vậy, con thật sự không biết phải làm sao từ chối ông ấy đây. Con làm như vậy có đúng không mẹ? Đồ xấu xa. Quân không muốn gặp ta như vậy sao? Hai chúng ta bao lâu rồi không ngồi cạnh nhau một cái yên tĩnh như vậy chứ? Có phải cô còn trách gì ta, ngăn cản cô đi báo thù không? Quân không cản được ta đâu. Mối thù này trước sau gì cũng tính thôi. Ta chỉ là không muốn giết nhầm người, để hung thủ sống tự do tự tại. Bây giờ Tử Đăng Khoa đã chết rồi, người biết sự thật chỉ còn có một mình Kim Vô Cấu biết thôi. Vì thế ta phải tìm được quân ấy để xin chứng cứ. Nếu thực sự là do Thiết Thái Nguyệt làm, ta nhất định sẽ báo thù đấy. Còn quân thì sao? Quân cứ luôn miệng nói rằng yêu Thiết Thái Nguyệt, không phải vì cô ấy làm chưa rõ ranh giới với Lý Mạn Thanh. Nhưng bây giờ cũng trở về Lý gia, giờ xử lý chuyện gia đình với ông ấy rồi. Thật không biết, nếu như Thiết Thái Nguyệt quên yêu mà biết được thì cô ấy phản ứng như thế nào đây? Có rất nhiều chuyện mụ không hiểu đâu. Đồ xấu xa, dù huynh cả đấy, hại ta tới mức này rồi. Bây giờ thật sự không biết phải làm sao đây. Huynh có biết rằng ngay cả mơ ta cũng suy nghĩ, đứa con trong bụng ta đây lại là của huynh mới đúng chứ. Khả khả,
Trời khuya rồi, ta đưa muội về phòng nghỉ ngơi nha. Sao thế Khả Khả? Nhưng lại lúc nãy muốn nói với Lý Hoài là thật sao? Nếu Quỳnh đã nghe rồi thì sao lại hỏi ta chứ? Quỳnh thích Quỳnh ấy thật sao? Đúng vậy, ta thích Quỳnh ấy, ta yêu Quỳnh ấy, thích Quỳnh ấy được chưa? Nhưng ta yêu Mùi mà. Nhưng trước giờ ta chưa yêu Quỳnh đâu. Lúc còn nhỏ Quỳnh ấy nói rằng là sẽ cưới ta, giờ ta là thê tử của Quỳnh ấy. Rốt cuộc Quỳnh ấy có chỗ nào tốt? Vì sao tất cả mọi người đều giúp Quỳnh ấy chứ? Cha ta một lòng bảo vệ Quỳnh ấy, bây giờ ngay cả con ta. Im miệng đi. Gì mà con của Quỳnh chứ? Quỳnh đừng quên rằng ta không có quan hệ gì với Quỳnh ấy. Cho dù mọi không chịu thừa nhận, nhưng mà sự việc đã xảy ra rồi. Cho dù phủ nhận thế nào đi nữa thì sự việc không thể đổi được gì đâu. Quỳnh đang uy hiếp ta. Quỳnh làm gì vậy? Buông tay ra. Quỳnh dám uy hiếp ta ư? Đứa con là của ta, sống chết của nó là ta quyết định, không cần Quỳnh quan tâm đâu. Được rồi, ta biết rồi. Ta sẽ không nói như lời này nữa. Quỳnh tỉnh một chút đi, đừng làm chuyện gì giống nha. Quỳnh nhớ như lời hôm nay đấy. Nếu không sau này Quỳnh nhất định hối hận. Đồ xấu xa, tại Quỳnh cả. Quỳnh đã hại ta tới mức này rồi. Bây giờ ta không biết phải làm thế nào đi nữa. Quỳnh có biết là ngay cả mơ ta cũng suy nghĩ rằng đứa con trong bụng ta đáng lẽ là của Quỳnh không? Đúng rồi, Dư Thương, có mệt không? Hay là chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi, rồi sau đó chúng ta đi tiếp. Long ca ca, ta không mệt đâu, hay là chúng ta đi trước đi. Vô Thư, thực ra thì dạo này ta có một cảm giác rất kỳ lạ. Sao thế? Không biết có phải dạo này thường xuống bên cạnh cô cũng trải qua nhiều việc như vậy? Bây giờ ta hình như là không nhớ gì tới Thái Nguyệt như trước nữa. Có lẽ vì chúng ta cách thi tỷ khá xa đấy. Vậy sao? Chúng ta mau đi thôi. Được rồi. Quai Nhi, con ở dưới chính suối đi cẩn thận. Sau khi cha báo thù cho con thì cha nhất định xuống dưới gặp con mà. Ai? Kỳ Duy Nghĩa đây vậy? Bốn người các ngươi rút lại đây. Không ngờ chỉ mới mười mấy năm ngắn ngủi mà Kim Tiền Bang đã dáng vẻ thế này rồi. Nếu như ban chủ thường Vân Tiên cuộc sống không bị bọn nô tài này làm tức chết mới lạ đấy. Không ngờ chúng ta dùng quy tước công bảo vệ bảo tàng nhiều năm như vậy rồi, mà đến cuối cùng ngay cả người của ban Kim Tiền cũng không biết chúng ta là ai. Ngay cả di vật thần khiết cũng bị cướp đi rồi, thì còn mong đợi gì bọn này nhớ đến chúng ta nữa chứ? Đúng là mơ mộng mà. Hãy bảo người nắm quyền trong bang ra đây. Thượng quan Tiên đâu? Thượng quan Tiên đã mất rồi. Bây giờ người có quyền trong bang Kim Tiền là ta. Kim Vô Cấu. Đã lúc nào rồi cùng lì công nữa chứ? Không biết rằng mọi người đang đợi một mình nó hay sao?
Còn chưa đến làm chủ nhà Lý gia đã tỏ ra vẻ kiêu ngạo như vậy rồi. Sau này có phải là đuổi hết những người trong nhà ra ngoài không vậy? Công chúa, đừng nói như vậy. Thiền Nhi tuyệt đối không phải là người như vậy đâu. Đi đường xa thì biết sức ngựa, thời gian lâu sẽ biết lòng người. Rốt cuộc nó như thế nào thì từ từ sẽ biết thôi. Ngươi mau thông báo cho Thiền Nhi rằng mọi người đang đợi. Dân, không cần đâu. Cha, để con đi. Đại ca, huấn luyện một mình thật chán quá. Hay là để chú đại liên cùng huynh. Chỉ là luyện tập thôi mà, không cần nghiêm túc như vậy đâu. Đại ca quả nhiên là võ công cao cường. Xem ra Lý gia không cần tên Như Dùng, ngay cả phi đao cũng gặp không nổi nữa. Sao lại nghĩ như vậy chứ? Đợi đến khi mới đỡ hơn, ta nhất định rời khỏi đây. Đến lúc đó Lý gia vẫn phải nhờ vào đại đấy. Vậy còn Khả Khả thì sao đây? Ta tin rằng để làm được mà. Để cũng nên tin vào chính mình đi. Nếu ngay cả một chút tự tin cũng không có thì làm sao có thể trao hạnh phúc cho cô ấy đây? Cẩn thận. Đồ khốn kiếp. Lý Hoài, hãy giao vật tinh thần thiết ra đây. Rốt cuộc có giao hay không? Nếu không đem ra ta sẽ giết nó. Cố ra không đây. Đừng nóng lòng. Lý Hoài, khi khôn hồn thì hãy giao di vật tinh thần thiết ra đây. Ta nể mặt thượng quan tiên, còn có thể bảo họ tha mạng cho ngươi. Chỉ là một miếng sắc dụng thôi mà. Ngươi muốn thì nói sớm đi. Cho ngươi. Đi thôi. Tứ tường hậu vệ của thượng quan Kim Hồng. Xem ra món đồ này họ không tính buông tay đâu. Thiếu chủ, tôi tại có một ý kiến này, không biết có làm được không? Thì tôi cứ nói đi. Hay là bảo Thiền thiếu gia hòa hợp di vật tinh thần thiết này vào trong phi đao, tận dụng được vật dụng này. Đây cũng là một ý kiến hay đấy. Nhưng mà cái lão nô làm sắt này tính tình kỳ lạ, và hắn ta rất khó chịu. Thiếu chủ yên tâm đi, được gia công di vật này là vinh hạnh của ông ấy. Phải xem tên kỳ lạ này có được vinh dự này không đã. Thiền Nhi,
Con đi chung với thiếu gia gia của con đi. Mọi việc đều phải cẩn thận. Dạ. Yên tâm đi. Thiếu gia, chút nữa cháu phải cẩn thận đấy, đừng để bị thương. Thiếu gia gia, ông nói có vẻ cái rậm đấy, rốt cuộc người trong này có lai lịch gì đây? Lỗ Trần làm sắt, chân tay không nhanh nhẹn, nhưng kỹ thuật làm sắt thì là số một đấy. Ở giang hồ có rất nhiều vũ khí nổi tiếng đều do mấy làm ra. Nhưng con người này tính khí kỳ lạ, chỉ làm cho những người có hứng thú và có nguyên liệu quý hiếm. Giang hồ đồn rằng vì ông ấy không chịu làm sắt cho người ta mà bị đánh gãy hết một chân. Từ đó về sau, ông ấy đã quy ẩn giang hồ, không còn mở lò lần nữa. Cả tính vậy sao? Vậy nếu như ông ấy không giống cháu thì sao đây? Không sao, ta và ông ấy cũng quen nhau mà. Chúng ta vào đi. Đi thôi. Lỗ Trần, Thiết Ngân Y tới thăm ngài đây. Thiếu gia cẩn thận đấy. Lỗ lão quái, đây là cách đón khách của lỗ già các người sao? Hai người chưa được cho phép cô ta mà tự tiện vào rồi. Còn nói xấu trước cửa nhà ta nữa chứ. Ông tưởng ta bị điếc sao? Nhưng lão Thiết à, người trẻ tuổi mau dẫn theo. Nhìn thì trẻ, mà công lực thì khá dày dặn đấy. Lý gia các người dạo này đang ở trên đầu sóng ngọn gió. Ông đến chúng ta làm gì đây? Làm gì ư? Đi làm một bảo bối, mộng lũ ước mơ. Ông đừng gây rắc rối cho ta nữa. Ta đã đóng lò nhiều năm nay rồi. Thứ mà có thể làm ta ước mơ vẫn chưa có trên thế gian này đâu. Ông mà có được gì chứ? Nhìn đây. Gì? Di dược tinh thần Thiết. Hai người đến nhà ta, không phải đến tặng không cho ta miếng di vật tinh thần Thiết này chứ? Mơ đi. Chúng ta muốn nhờ tiền bối giúp đỡ, dùng di vật tinh thần Thiết này làm thành một phi đao. Làm phi đao ư? Người là ai chứ? Đây là đại công tử của Lý gia, tên là Lý Hoại. Người chính là Lý Hoại và giang hồ độc đại sao? Hèn gì, nhìn mặt còn non trẻ của ngươi thế kia, mà ngươi biết quy tắc của ta đấy. Muốn rèn sắt ở chỗ ta mới làm việc cho ta chứ. Làm việc đến khi binh khí được luyện thành mới thôi. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu không có chút bản lĩnh thì sao lại tới làm việc tiền bối chứ? Đừng nói những lời này nữa, mất công đến lúc đó khóc thét đồ dày để mấy Lý Bằng Thanh đấy. Tiền bối ông yên tâm đi, trên đời này người có thể làm ta khóc chính là mẹ ta mà thôi, thì không có ai khác nữa đâu. Lão Thiết, ta chỉ đồng ý cho một mình nó vào thôi. Ông mà, ông đi làm việc của mình đi. Ông. Được, được rồi. Vào trong đi.
Ông bạn già, nhiều năm rồi, chúng ta lại bắt đầu làm việc thôi. Thầy Lỗ, bắt đầu được rồi chứ? Bây giờ vẫn chưa được đâu. Cái đổ đầy nước vào, vào cái lu này đi. Không thể nhấc đầy, nhanh lên. Sao thế? Để cái thùng xuống. Chỗ này gánh nước không sử dụng được thùng đâu. Không dùng thùng thì dùng cái gì đây? Dùng cái này. Trong nửa canh giờ phải đổ đầy luôn nước cho ta. Nửa canh giờ dùng cái này ư? Lại sao nữa? Hậu nhân Lý Gia mà vô dụng thế à? Ngay cả một chút nước mà cũng chảy ra ngoài rồi. Đúng là đời này không bằng đời trước rồi. Gánh nước như cháu, đừng nói là nửa canh giờ, cho dù ba ngày thì cháu không đổ đầy nước đâu. Nhớ lấy, bước chân phải nhanh, tay phải chắc. Thầy Lỗ, đưa nước đã xong rồi đấy. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Dạ, được. Dường như là ta đã cùng quỳnh ấy tới đây rồi.
Phương cô nương, cô sao thế? Cô lại, ta được chính thiếu gia và đứng ngoài cửa nghe lệnh của cô. Vì không mau đi gọi đại phu đi. Dân, có một việc nữa, đừng để thiếu gia biết. Dân, nếu để quân ấy biết thì ta sẽ nói lại do ngươi làm đấy. Dân, hãy mau đi đi, ta sẽ không nói ra đâu. Thầy Lỗ, uống trà đi. Ông vất vả rồi. Không ngờ tiểu tử này lại có năng khiếu như vậy. Lần này không muốn công đến đây rồi. Thông qua những việc làm trong thời gian này, cháu có nhận ra điều gì không? Cháu hiểu được hai chuyện: tiết tấu và khống chế sức mạnh. Vạn vật trên thế gian đều có tiết tấu riêng của nó. Giết người có tiết tấu của giết người, đèn sắt cũng có tiết tấu của đèn sắt, ngay cả tiếng rao bán ngoài đường cũng có tiết tấu của riêng nó. Trên cơ sở của tiết tấu này, phải chú ý sự mạnh, chậm, nặng và nhẹ của sức mạnh. Khi biết quan sát chi tiết thì cháu sẽ đạt được cảnh giới vượt bậc. Đại phu, sao rồi? Đại phu nói thẳng đi. Nơi này không có người nào khác. Cô nương, tay như trong bụng cô đã mất đi mạch đập. Sao lại như vậy chứ? Không thể nào đâu. Một cái thai như bình thường sao đột nhiên bị mất đi chứ? Đại phu à, hãy xem kỹ lại đi. Ta đã kiểm tra 3 lần rồi, đúng là thai như chết trong bụng. Cô nương, sự gì đã thấy, cô phải sớm đưa ra quyết định, báo với người nhà đi. Đứa bé cứ để trong bụng sẽ không tốt đâu. Ta sẽ mở toa thuốc cho cô. Đại phu, đại phu cứ nhận số tiền này đi. Việc này đừng để lộ ra ngoài đấy. Cô nương yên tâm đi, việc này ta không nói ra đâu. Nhưng mà cô nương hãy đưa ra quyết định của mình đi, không được kéo dài nữa đâu. Cảm ơn đại phu. Quả nhiên dùng di vật thần khiết để tạo ra. Ngoài phi đao này không hề thay đổi quá nhiều, nhưng trọng lượng của nó đã nâng cao rất nhiều. Nhưng chỉ có thể đảm bảo được sức mạnh của phi đao, còn có thể gia tăng được tốc độ nữa. Xem ra Lỗ Trần này thật không hổ danh là hậu bối của danh môn. Ngoài ông ta ra, người khác không làm được binh khí như vậy đâu. Nhưng lần này để đạn phi đao mà đã chất giả rất nhiều, xem ra cũng cần một thời gian. Lỗ Trần này rất cá tính, ta nghĩ con không cần để trong lòng đâu. Thiền Nhi, mấy ngày nay con cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Khả Khả, mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Sao ta không tìm thấy cô vậy? Vì hôm trước ta có việc. Mà cô tìm ta có chuyện gì không? Phải có chuyện thì mới tìm được sao? Mấy ngày nay có phải Quỳnh cố tình tránh mặt ta không? Dù gì dù cớ, tránh mặt làm gì chứ? Bên ngoài gió lớn, mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Dù sao thì bây giờ cô đang mang thai mà. Quỳnh, cô biết rồi à? Vậy Quỳnh có chịu nhận làm cha của đứa bé không nào? Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Mọi người đều nói rằng giữa ta và Lý Hoài có gì giữa tình cảm, còn nói ta và Quỳnh ấy đã bấy đường thành thân. Vốn dĩ muốn tìm Quỳnh ấy hơi rõ, không ngờ Quỳnh ấy đã có con với cô gái này. Hãy ra đây, Tiếu Thái Nguyệt à. Ta biết cô phía sau đấy. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt rồi. Cô đã có con với Quỳnh ấy à? Nếu phải thì sao? Mà không phải thì sao đây? Quỳnh ấy yêu cô như thế, nhưng cuối cùng ta đã có được con với Quỳnh ấy rồi. Lần này ta đã thắng cô. Thật ra ta vốn dĩ không nhớ được gì Quỳnh ấy. Hôm nay ta đến đây chỉ muốn làm rõ giữa ta và Quỳnh ấy rốt cuộc sẽ ra chuyện gì thôi. Bây giờ xem ra không cần tiếc nữa rồi. Có chuyện gì sao? Cô không tính gặp Lý Hoài rồi đi sao? Không cần đâu. Cô sao thế? Ta đau bụng quá. Đứa bé, bụng của ta, con của ta, bụng ta đau quá. Khả Khả, bụng ta đau quá. Khả Khả, cô sao thế? Bụng của ta. Là quấy làm đấy. Bụng của ta. Tiếu Thái Nguyệt, đây là cô à? Tiếu Thái Nguyệt, sao mùi lại ở đây chứ? Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì vậy? Ta không biết cô ta làm gì. Chuyện này ta không hề liên quan gì hết. Bụng của ta đau quá. Đứa con của ta. Thủ phạm không bao giờ thừa nhận là mình giết người đâu. Sự việc đã thế này rồi, Quỳnh còn bảo vệ cô ta sao? Ta nói lại một lần nữa, chuyện này không hề liên quan tới ta. Quỳnh có tin ta không? Đứa con của ta. Chuyện này ta nhất định đến sổ với cô. Đi thôi. Con của ta. Vụ đời khỏi đây trước đi. Quỳnh có tin ta không? Về trước đi. Cố chịu một chút đi. Bụng của ta. Con còn xuống đi nào. Bây giờ sao rồi? Bụng của ta đau quá. Cố nhìn một chút đi. Ta sẽ gọi đại phu. Người đâu? Mau ra đây. Bụng của ta. Người đâu? Bụng của ta. Cố nhìn một chút đi. Thiếu gia, hãy gọi bà mụ tới đây. Nhanh lên. Dừng. Mau đi đi. Đau quá. Khả Khả nhìn một chút đi. Chứ không có gì đâu. Đau quá. Cố nhìn một chút đi. Nếu con chúng ta sẽ không bị gì đâu. Chắc chắn là không có chuyện gì đâu. Ra ngoài đi. Cô ra ngoài cho ta đi. Khả Khả, ra ngoài đi. Được, ta ra ngoài đây. Mụ cứ yên tĩnh một chút đi. Ra ngoài đi. Đại ca, cho dù Quỳnh không yêu Phương Khả Khả, nhưng cô ấy cũng là người bạn chơi với Quỳnh từ nhỏ đấy. Quỳnh cứ phải bên vực cô ta là sao đây? Ta chỉ tin là do mắt mình thôi. Ta không hề bên vực ai cả. Nếu như có một ngày Quyệt thần giết hết cả nhà họ Lý chúng ta, thì Quỳnh còn có bao nhiêu cho quấy không? Bà Trương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Đừng trách ta chứ nhắc nhở bà đấy. Chuyện này không dễ dàng như vậy đâu. Ta nói bà quá cẩn thận rồi đấy. Người mà năm ấy được biết là hai đứa con Lý gia được tráo đổi thì đã chết qua đi xa rồi. Bây giờ còn ở lại kinh thành làm gì đây? Chỉ còn hai chúng ta thôi. Vì thế bà không nói, ta không nói, thì chuyện này tuyệt đối không ai biết được đâu. Tin ta đi, đừng nói nữa, đi thôi. Lúc này hai người nói gì thế? Không có, không nói gì cả. Hay gì thứ gia tha mạng đi. Hai người không làm gì sai, tại sao sẽ tha mạng chứ? Không lẽ hai người trục dạ ư? Hay gì thứ gia, vậy thì không thể đếm được rồi. Bọn ta chỉ nói lung tung thôi. Hãy mau khai thật đi. Nếu như các ngươi không nói thì ta sẽ giết hai người đấy. Ta nói. Hay gì thứ gia ra đời, bị tiểu thư Tử Quan Tiên của Kim Tiền Bang tráo đổi rồi. Đúng vậy,
có liên quan tới bọn ta đâu. Bọn ta không biết gì cả.